vượt vũ môn hóa rồng, tượng trưng cho sự vươn lên, mong cầu hạnh phúc của nhân dân ta. Hình ảnh ấy còn là biểu tượng cho sự hưng thịnh và phát triển của đất nước. Bộ trang phục sử dụng nghệ thuật khảm sành sứ, tỉ mỉ ghép từng mảnh vỡ thô sơ đã tạo thành những đường nét hài hòa. Tất cả những điều ấy biểu trưng cho con người và đất nước Việt Nam luôn kiên cường mạnh mẽ, mãi mãi rạng ngời. Cùng chào đón bộ trang phục có tên gọi Vượt Vũ Môn, đó là nhà thiết kế Nguyễn Thị Yến Nhi và được thể hiện bởi thí sinh Trần Minh Quyền.